giữa cầu tiếng người không có đời gì. Dạ. Lê Minh ơi, ngày đưa tiếng năm xưa ta có hẹn khúc gãy quầy cao chung rượu đào để thưởng công người dũng tương. Sao người vội bỏ ra đi khi lửa đau binh còn tắt liệm ở xa trường. Đất trời của Xuân An cũng đang triệu nặng cơn buồn. Chiến công thầm lặng của người anh sao ta nghe có nụ cười hòa nước mắt ở lòng ta. Giá ngựa bọc thấy cơn quốc biến tan bóng hồ vĩ vẹn tình trai. Xin hãy để cho tôi vài phút giây nín lặng vuốt mắt người trai son sắc vẹn câu thề. Trời ơi, hay quá chị Kiều Minh. Quá hay luôn chị ơi. Xuất sắc. Mặc dù chị là không, nhạc sĩ bên đàn kèm mà không có đàn á mà chị hát cũng hay. Dạ. Phải đi về mẹ tôi căng không nổi rồi. Dạ. Cảm giác. Dạ. Quá xuất sắc. Rồi, thôi tụi em cảm ơn chị cũng như là đoàn của mình rất là nhiều ha. Rồi, em chúc cho chị cũng như là đoàn của mình đó là nhiều sức khỏe cũng như là thành công, hành đạt trong cái công việc của mình nha chị. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn em. Dạ. Nhạc sĩ Kiều My hả? Dạ. Rất là vui khi mà sau cơn mưa thì à, gia đình của mình ở đâu vậy chị? Ở Bình Dương, ở dưới chợ. Dạ, chợ khu vô 1. Dạ. Chị đến mộ của cậu Năm bao nhiêu lần rồi chị? Dạ, một lần. Dạ. Dạ, chị em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Không nói được. Tại vì trong nghề mà mất đi một người tài giỏi thì mình đau lòng lắm. Mất đi rất là buồn. Buồn lắm. Thôi giờ tạm biệt nha. Dạ, à, chị nhạc sĩ Kiều My. Chị nhạc sĩ Kiều My nha. Xuất sắc luôn đó nha. Không ai nào rất là dễ thương luôn. Trời ơi, chị sợ là đi về mệt á, cái điều sáng giờ cho nên là nhạc sĩ mà sao luôn. Trời ơi, thôi tắt mẹ rồi. Cái gì vậy? Cái con này đâu gì. Rồi chị ơi, em chào chị nha. Em chào chị ạ. Chúc chị nhiều sức khỏe. Nghệ sĩ nha. Nghệ sĩ nào? Nghệ sĩ nghệ nhân ưu tú Kiều My. Nghệ nhân ưu tú. À, được nhà nước phong tặng là chủ tịch nước Nguyễn ưu tú Kiều My. Gì Tấn Sang quên rồi. Trương Tấn Sang. À, Trương Tấn Sang là phong tặng năm 2015 của chị. À. Chị đi, chị không có nói để người ta giới thiệu thôi. MC giới thiệu còn chị thì là nghệ nhân luôn hả chị? Nghệ nhân ưu tú. Nghệ nhân ưu tú luôn. Quá giỏi luôn. Nghệ nhân, nghệ sĩ và là nhạc sĩ luôn nha quý vị. Dạ dạ. Giỏi luôn. Bây giờ chị về cả nhà ơi. Giỏi luôn nha. À, đây là chị xem của chị. À, nghệ danh, nghệ danh ưu tú Kiều My nha các bạn. Chị ở Bình Dương. Chị ở khu vô 1. Đó, giờ thì ngoại cũng về luôn. À, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhạc sĩ luôn. Kiều My. Kiều My, đúng rồi. Nghệ danh, nghệ danh ưu tú Kiều My. Nghệ nhân ưu tú Kiều My. Phần có một nhà sĩ tới phòng mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh nha các bạn. Kìa cho qua. Sao cũng gì vậy? Vân vừa gọi là nghệ gì? À, nghệ nhân, nghệ nghệ nhân, nghệ nhân ưu tú Kiều My đã đến thăm mộ cậu Năm Vũ Linh nha các bạn.
đâu rồi? Ba. Dạ. Dạ. À, cuối giờ ngày hôm nay thì khán giả cũng đến rất là đông nha các bạn. Vừa nãy có nghệ sĩ ưu tú Kiều My đến đây nha. Đây là mộ của cậu Năm Vũ Linh nha các bạn. À, vừa nãy chị có tâm sự và hát một bài hát rất là hay để gửi tặng cho cậu Năm Vũ Linh nhé. Để gửi tặng cho cậu Năm Vũ Linh. À, có một bé gái này cũng lao phòng mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh nè các bạn. Lao đi con. Nghe con con là anh lao đi con, không ai quay đâu con. Con mới cỡ. Fan đây là giải hưởng của cậu Năm Vũ Linh lúc còn sinh thời nhé. 1991 HTV Kiện Phọng Trần Hữu Trang Phai Vĩnh Gia Vĩnh Hơi chủ tịch nước nữa. Chủ tịch nước rồi mà chưa đẹp. Vậy đi. Đi xin cho phần video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Hẳn hái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong một ngày gần đây.